Ok các bạn, thì sau khi mà mình làm cái clip mà nâng cấp match chỉ số cho các cái cầu thủ của mình á, thì mình quên nói với các bạn một cái chi tiết này. Thì đây, mình sẽ để ngược lên lại phía trên để cho mình dễ coi. Để mình mua thêm một cầu thủ, mình hướng dẫn, mình sẽ làm cho các bạn coi. Đợi tí nha. Đây các bạn, mình sẽ làm mẫu một ví dụ ha. Đây, mình vào phần nâng cấp. Thì ở đây mình sẽ nâng cấp thử cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Mình vừa bấm nâng cấp vào cái phần fitness thì các bạn thấy nó cộng một chỉ số vào cho Kevin Durant. Tuy nhiên ở dưới nó sẽ có cái phần chữ no và 35 kim cương. Cái này để làm gì các bạn? Ở đây nó sẽ nói là ở đây có cái dòng do coach has offered to train the player again for a fee. Tức là nó hỏi bạn là có muốn reset lại, các bạn có muốn reset lại cái đợt nâng cấp này không? Tức là bạn muốn nó nhảy một chỉ số nào khác không? Chẳng hạn như là bạn không muốn nó nhảy vào stamina, thì các bạn sẽ bấm vào đây. Đó, bây giờ mình hết kim cương, các bạn, mình không bấm cho các bạn coi được, thì mình bấm vào đây, bấm vào cái phần mà có hình 35 kim cương này các bạn. Thì nó sẽ tự nhảy qua, một là nó có thể là nó nhảy qua cái dòng arc hoặc là speed. Cái này là nó làm random các bạn, nhưng mà cũng có thể nó sẽ nhảy lại vẫn là star. Thì cái đây là cái cách dành cho những bạn mà nhiều kim cương, hoặc là những bạn mà mua nick mà để kiểu như mình đập lên mắc cái chỉ số mà theo yêu cầu của mình đó. Còn mình đây là mình chơi kiểu coi nhà nghèo các bạn. Cái này là thật ra là cũng đợt trước mình cũng tính giới thiệu mà mình quên mất, mình không để vào clip cho các bạn ha. Rồi, thì hy vọng là nếu mà bạn nào mà có nhiều kim cương, các bạn muốn như bộ như nâng mát một chỉ số nào đó theo ý muốn của mình, thì các bạn có thể sử dụng cái này, sử dụng cái phần kim cương này ha. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi cái phần mà nâng cấp mát chỉ số cho các cầu thủ theo kiểu con nhà nghèo của mình nha. Ok, để mình coi. Bây giờ mình mua cũng khá nhiều cầu thủ rồi các bạn, nhưng mà mình chưa có update ben lên hết được. Bữa nay mình để dành cũng được kha khá thẻ rồi các bạn, kha khá thẻ nâng cấp nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra coi còn cầu thủ có thể mua không. Đây, mua Alejandro Guimando luôn các bạn. Cầu thủ này là mới lên vàng đây nè. Như cầu thủ này là cầu thủ duy nhất trong đội Getafe là lên thẻ vàng các bạn. Còn lại là thẻ xanh hoặc thẻ trắng. Đây mình còn một cái agent các bạn. Mình sử dụng cái Ray ha. Cái này là mình làm nhiệm vụ thì mình có các bạn. Đây, ai đây? Oscar Gil. Cầu thủ 200 luôn các bạn. Có cái thẻ vàng này nè các bạn, cái thẻ Legendary này nè, là mình tham gia cái sự kiện mà đây, cái sự kiện mà mình có làm clip chia sẻ với các bạn á. Đây này. Ở đây Glory Black các bạn. Mình làm nhiệm vụ xong một cái á, là nó sẽ khi mà mình làm, mình chơi đủ 45 điểm thì nó sẽ cho mình một cái thẻ trực tiếp vào đây luôn. Đây, bạn nào chưa chơi tranh thủ chơi nha, sắp hết giờ rồi. Để mình mở thêm có được cầu thủ nào các bạn. Chân hơi ngắn các bạn ơi. Số 6. Wow, đi cà chem các bạn. Thủ của Chelsea. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ giải phóng các cầu thủ trước nha các bạn. Đây, Grimando, mình sẽ giải phóng các cầu thủ mà 80 ha. Để mình đập hết mấy cái cầu thủ khác trước đó. Đây, DVG, chia tay DVG luôn các bạn. Đây, mình còn mấy con hàng này đang muốn nâng nè các bạn. Nó cứ lơ lửng như vậy thôi. Vẻ như mình cũng phải bỏ Rica Chem các bạn ạ. Đây, Yoshi. Đây, Yoshi Gaja các bạn. Đó luôn các bạn. Đây, mình cần tập trung đập cho mấy cái em này trước các bạn ơi.
Rika Jam, bỏ luôn thời tiết mà. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào cái phần hấp dẫn nhất đây, chuẩn bị nha. Bây giờ mình sẽ đập fit này trước đi các bạn. Sorry, phải vào cái phần này các bạn. Đây. Cùng xem ai sẽ là người lên đen đầu tiên đây. Sử dụng trước thẻ 1 nha các bạn. Siêu qua cộng 1 các bạn. Đề rai cộng 1. Cũng cộng 1 luôn các bạn. Cộng cho Benzema tiếp. Chắc khả năng cao là anh Benzema này anh sẽ lên đen trước các bạn. Anh tóc dài. Kanté. Kanté này là mình mua là cái bảng mà chưa bị hạ điểm xuống các bạn. Junio vẫn 94 các bạn. Nếu mà đập lên chắc là ngon lắm đây. Hiện tại là cái Junio của mình á, mình thấy khả năng chạy tốt lắm nhưng mà khả năng dứt điểm chưa được tốt các bạn. Cộng 2 nè. Quên, mình đang sử dụng thẻ 1 cho nó hết các bạn. Sorry. Đây. Lại là điểm cho anh tóc dài các bạn. Không biết là cộng 1 với cộng 2 này thì có ảnh hưởng gì cái điểm giật số mà mình thấy có mấy cái phần tay TikTok cho anh Tommy Rook. Như anh vừa mới được gia hạn thêm 1 năm với Real Madrid các bạn. Anh này đá khá tốt nha. Lộn các bạn. Giờ hết thẻ kia đây. Giờ qua thẻ Fitness. Đây, căng tê. Căng tê thì mình thấy thi đấu khá tốt. Tuy nhiên là thời gian vừa rồi là anh bị chấn thương hơi nhiều các bạn. Khi mà anh vừa trở lại thi đấu thì cũng hơi nhỏ cho anh là huấn luyện viên cũng thay đổi liên tục. Mà cái thành tích của Chelsea ở mùa này cũng không tốt các bạn. Hy vọng là mùa sau là Chelsea sẽ có những cái bước cải tiến tốt hơn các bạn. Ngay đâu là như là João Felix là đã được trả về Atletico Madrid. Còn mà thêm cầu thủ nào nữa nha. Thấy có vài cầu thủ sắp tới là Chelsea sẽ thanh lý hợp đồng hết các bạn. Họ sẽ không có mua nữa. Họ trả về câu lạc bộ chủ quản luôn. Cancelo. Cancelo mình thấy hình như là Man City không muốn nhận về các bạn. Bayer thì không muốn mua mà Man City thì không muốn nhận về nữa. Thấy như là Arsenal đang lên kế hoạch để tuyển cầu thủ này các bạn. Rồi Hà Lan thì mùa này quá vô đối các bạn. Quá nhiều giải thưởng cho anh tóc dài. Đâu, chưa có gì hết các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ vô phần này. What now? Có gì ngon không? Không có gì ngon các bạn. Tiếp đó nè. What now? Hy vọng là sẽ lên đen được một anh chứ không thì quế lắm các bạn ơi. Lewandowski. Doki mùa này thi đấu cũng tốt các bạn. Nhưng mà tại vì có nhiều gương mặt xuất sắc quá thì anh không được nổi bật lên thôi. Chứ mình thấy Lewandowski mà ở cái tuổi này, tuổi băm nữa các bạn. Hình như là 35, trên 35 thì vậy à, thi đấu vẫn khá tốt nha. À, 32. Đây, TikTok cho Junio và Casemiro. Nghe đâu là Casemiro là đang theo dõi sát sao cậu em Junio này các bạn. Cậu em đồng hương Brazil này. Vì đang bị phân biệt đối xử ở giải La Liga các bạn. Nhưng mà qua Man U thì có vẻ cũng hay nhưng mà không biết là có phù hợp với lối đá Man U không các bạn. Mình thì cá nhân mình thì mình vẫn thích là Junio thi đấu cho Real hoặc là nếu mà được thì về Man City các bạn. Cậu này mà làm cánh hai với Hà Lan thì đúng là bài luôn, bài luôn các bạn. Như mảnh hổ luôn á. Đây, cross lên được 300 được các bạn. Wow. Thật ngon các bạn. Này thì mình đập ngẫu nhiên thôi chứ mình cũng không biết là cầu thủ nào đập tactical rồi fitness thì mình đập vậy nó cứ vô ai thì vô các bạn. Khả năng cao là mùa này không có em nào lên đen hết rồi. Must be các bạn. Oh my god.
Hero max speed như vậy thì ai mà chịu cho nổi các bạn ơi. Không được big talk các bạn. Yeah, Junior lên đen rồi các bạn ơi. Nhưng mà hơi tiếc là cậu em này của mình chỉ có hai chỉ số là 100 thôi các bạn. Strong khá tốt, tắc thì hơi thấp. Nhưng mà không sao, với một tiền đạo thì mình nghĩ cái điểm tắc bóng này nó cũng không có gì ảnh hưởng nhiều các bạn. Silva, Silva điểm còn khá tốt các bạn, còn 94 nè. Wow, ngon lành cành me các bạn ơi. Được một em rồi nha, để xem em nào tiếp đây. Không biết là được hai bạn lên nổi không đây. Top rồi, yeah yeah yeah. Anh Hà Lan này strain 97 các bạn, chắc sắp vô đối rồi. Strain mà 97 là mình thấy gần như là gần mát trong game này rồi các bạn. Cancelo này mình mua là phiên bản là 84 các bạn. Casemiro thì vẫn là 83. Cô coi đây, speed của Hà Lan cũng 100 các bạn. Wow, xem nào. Wow, chưa có nó thêm ai có khả năng lên đen các bạn ơi. Nãy giờ mình được click talk có như 3 lần. Ồ, đây Benzema, khả năng cao là Benzema sẽ lên đen rồi các bạn. Speed 100 luôn. À, cùng 100 luôn các bạn. Chỉ số tăng của anh này cũng khá ảo nha. Mình không biết là xây dựng cái chỉ số của một cầu thủ nó lý tưởng là như thế nào các bạn. Nếu mà các bạn nào biết, các bạn chia sẻ bên dưới cho mình nha. Mình thật sự là không rành, mình cứ ghe ra mình chơi là mình cứ chơi thôi các bạn. Rồi gái mình thừa nhận là đến bây giờ mà mình chơi mà mình đá online. Thật sự là nếu mà mấy bạn mới hoặc là mấy bạn điểm thấp hơn mình đá vẫn thắng mình, đó là chuyện bình thường các bạn. Kiểu như mình chơi quen tay thôi, mình không giỏi cái này thật sự, thừa nhận luôn. Ai giấu dốt chứ mình. Ok, Benzema cuối cùng đã full nữa các bạn. Anh như anh này cũng chỉ có hai chỉ số 100 thôi các bạn. Wow, hai chỉ số 100 các bạn. Strong 91 đây, tắc 51, cao hơn Junior xí. Junior lại nãy là 47 các bạn. Nào tiếp tục nào. Cũng mới có hai cái là chỉ số 100 rồi các bạn. Tại vì mình cũng cần phải đập mấy cầu thủ này lên để mình còn nâng thẻ cho các cầu thủ khác các bạn. Đây, tiếp tục nè. Thẻ cuối cùng. Vâng, người da đen, à không, thẻ đen thứ hai các bạn. Người thẻ đen thứ ba các bạn là Angolo Kanté. Tiền vệ phòng ngự các bạn. Wow, ngon lành các bạn. Để xem, mình vẫn còn Silva 91, Silva, Casemiro, Cancelo. À, cũng còn nhiều bạn chưa lên các bạn. Bây giờ mình còn 313 kim cương. Quất luôn cho rồi các bạn. Cái này là mình cái trong cái phần legendary nè, khi mà mình đập bằng kim cương các bạn là mình đã được giảm rồi nha. Đây. Wow. Oh. Erling Haaland. Max. Wow, Max. Max của Erling Haaland các bạn. Kinh khủng chưa? Các bạn coi nè. Strong của anh này với strong của Casemiro 100 các bạn. Chuẩn men rồi, chuẩn men rồi, chuẩn men.
Wow, welcome anh thứ tư trong clip của mình nha. Hóa tuyệt vời các bạn. Được 3 chỉ số chạm. Nhưng mà khả năng tăng tốc của cầu thủ này thì không được tốt lắm các bạn. Mà khả năng sút cầu thủ này 100 thì mình đá thêm một trận này nữa các bạn, để mình kiếm thêm một kim cương. Tại vì mình thấy mình còn có thiếu một kim cương là mình có thể nâng thêm lần nữa. Lần tính mình hơi tham các bạn. Lỡ đập là phải đập cho xong các bạn. Thà thiếu nhiều, còn nó thiếu một kim cương thôi mình đá nốt xong rồi mình đập tiếp thôi. Tại mình thấy cũng có khả năng còn một cầu thủ nữa lên được các bạn. Vừa rồi là cú té của Alisson. Nhờ cú té đó mà mình không bị thua, hay không bị aim towards a penalty spot. Công lại cứ đá phụ mất thời gian coi. We're into time added on now. Chỉ cần thắng như bàn quan trọng thôi. Đá kiểu thực dụng, thắng là được. Một bàn cũng là thắng, mà hai bàn cũng thắng. 10 bàn thì các bạn cũng vẫn gọi là thắng thôi. Hoặc thêm tỷ đồng là còn gì. Nào. Sau khi trượt tuyết các bạn kết thúc màn mừng nhanh lên đi để mình giao cúp nhìn đẻo các bạn. Bạn nhìn thấy cúp không? Cúp nhìn hai thì biết lờ các bạn. Đây, anh hùng chúng ta trên Alexander Arnold. Xong rồi các bạn. Rồi, vô lại phần kia nâng cấp cái nữa nha các bạn. Đây. Coi coi, mấy cầu thủ còn lại là mấy cầu thủ này có cần fitness không các bạn? Còn thôi, mình sẽ nâng Tessico đi. Hồi nãy nâng fitness một cái bằng kim cương, bây giờ nâng cái này. Ủa? Hết hồn các bạn. Tưởng đâu siêu qua của mình nó chỉ lên được. Wow. Bất ngờ chưa bà già? Lên được hai con đen nữa các bạn. Mà vẫn không thấy hài lòng lắm các bạn. Rút với lại Bernardo Silva. Chứ như 3 hết các bạn. Silva thì được 2 điểm 100. Còn Rút sẽ chỉ có 1 thôi các bạn. Thôi thì trời cho ai không mấy cho sao thì nhận vậy. Được cái may là lần này mình được cộng 4 cái. Được free talk các bạn, cộng 4 luôn. Ok. Vậy là coi như là hôm nay thu hoạch được khá khá các bạn. Nào, mình cùng điểm lại các cầu thủ hôm nay mình vừa mới nâng lên đen nha. Đầu tiên Angelo Kanté 92, có một chỉ số là 100 các bạn. Star. Chỉ số vận động cầu thủ này khá bền bỉ đúng không ạ? Thứ hai chính là Vinicius Junior. Cầu thủ này khi nâng mark lên thì sẽ có hai chỉ số đáng chú ý là speed và khả năng tăng tốc và tốc độ. Cầu thủ này là mark 100 rồi các bạn. Khả năng kiểm soát bóng cũng khá tốt là Khan 99. Hy vọng là cái kỹ năng sút bóng đã được cải thiện các bạn. Mình hay sử dụng cầu thủ này sút bóng nhưng mà nó lại hay bóng bay ra ngoài lắm. Erling Haaland, cậu bé tóc dài, có ba chỉ số đáng chú ý là speed 100, strength 100 và sút là 100 các bạn. Có thể gọi là tốc độ nè, sức khỏe và kỹ năng sút, kỹ năng kiểm soát bóng khá tốt các bạn, 95 nè. Không biết như vậy là ổn chưa? Bạn nào mà biết như thế nào là ổn thì comment bên dưới cho mình với nha. Đây là cầu thủ thứ 3 ha. Cầu thủ thứ 4 chính là Karim Benzema. Nghe nói là sắp tới là cầu thủ này họ cũng sẽ ra đi các bạn, không thi đấu cho Real Madrid nữa. Madrid là đang có kế hoạch tuyển dụng một cầu thủ mới thay cho Benzema các bạn. Rồi. 4 cầu thủ rồi đúng không? Bernardo Silva các bạn. Đây hồi nãy mình vừa mới cho các bạn coi là 5 ha. Cái đó chính là Kroos. Đây, hình như anh này thì được gia hạn 1 năm các bạn. Anh này không ra đi nhưng mà anh này được gia hạn rồi. Thì vừa rồi là mình đã nâng cấp lên được 6 cầu thủ đen các bạn. Giờ mình còn lại là Casemiro, Cancelo,
De Bruyne cũng chưa full các bạn, mà vẫn chưa thấy con nào cái chỉ số phụ nào 100 luôn các bạn. Lewandowski còn khá nhiều, Lewandowski cũng strength 100 các bạn. Anh này là over 30 rồi các bạn, strength vẫn 100 là khá ổn luôn nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip khác. Nếu các bạn có yêu cầu mình làm một cái clip gì đó, hãy cứ comment bên dưới cho mình nha. Nhớ like, share, subscribe cho mình để mình có thể ra thêm những video clip hay và hấp dẫn hơn nữa. Xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui và năng lượng. Hẹn gặp lại.